Bruno. Cần thêm một chút chính xác nữa. Và pha bóng không tốt của Mạnh Dũng. Cần thêm một chút chính xác nữa. Cần thêm một chút. Đường truyền là của Xuân Ngọc. Đã có những dấu hiệu lúng túng của hàng phòng ngự. Rất nguy hiểm. Thiếu chút nữa đã có thêm một bàn. Và phá bóng của Trung Ngọc Anh. Và đây là tình huống mà chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý của Mạnh Dũng. Bóng đã chạm xà, mép xà.